Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm trước Thiên Hoàng có đọc cho các bạn nghe một bài viết có tựa đề là Chôn mà chưa chết. Trong bài viết đó tác giả có nhắc đến một vụ án đã xảy ra ở ngoài Bắc năm 1970. Ba người hát nhạc vàng và đã bị những cái án tù là 15 năm, 10 năm và 7 năm. Và sau này cái người mà còn sống sót là anh Lộc Vàng. Thì là Thiên Hoàng thấy cái vụ án này nó cũng lạ quá. Tại sao mà chị hát có nhạc vàng mà bị án nặng như vậy? Cho nên Thiên Hoàng có vào trong Internet và tìm được cái vụ án này. Thì hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe. Và anh Lộc Vàng nó cũng có viết hồi ký nữa. Thì sau khi Thiên Hoàng đọc cái vụ án này cho các bạn nghe xong rồi đó, thì có lẽ Thiên Hoàng sẽ đi tìm hồi ký của anh và đọc cho các bạn nghe tiếp. Bây giờ thì Thiên Hoàng mời các bạn nghe câu chuyện vụ án Lộc Vàng. Ôi âm nhạc! Ôi phận người! Toán xồm Lộc Vàng. Thập niên 60-70, khi mà những ban nhạc trẻ Sài Gòn đang làm mưa làm gió ở những đại hội nhạc trẻ La Santabe, Thảo Cầm Viên, thì ở Hà Nội một vụ án liên quan đến âm nhạc được xem là nghiêm trọng. Thời ấy khiến hai người đàn ông chịu mức án, một người 10 năm, người kia 15 năm. Một người còn sống, một người đã chết ngoài đường phố sau khi mãn hạn tù đầy. Vụ án Toán xồm Lộc Vàng, những người dám hát nhạc vàng, văn nghệ đồi trụy, do Toán xồm tức là Phan Thắng Toán và một số nghệ sĩ nghiệp dư khác. Vụ án được đem ra xử vào tháng Giêng năm 71. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về văn nghệ, lần đầu tiên được đưa ra xét xử công khai tại Hà Nội. Các bị cáo của vụ án bị cáo buộc đã tụ tập thành một ban nhạc nghiệp dư, tụ tập chơi nhạc vàng. Khi đi biểu diễn nhạc kiếm tiền ở những đám cưới, các cuộc liên hoan, chúng tìm cách đánh xen kẽ những bản nhạc vàng để truyền bá và thăm dò thị hiếu của lứa tuổi thanh niên. Chúng phân chia nhau đi tìm mua đĩa hát loại nhạc vàng lọt vào được, đi sưu tầm các bài hát và nhạc vàng cổ, ghi chép các bản nhạc giật, nhạc tâm lý chiến của Đài Mỹ và Đài Sài Gòn. Chúng dùng các bản nhạc này để luyện cho nhau những giọng hát tiếng đàn thật là bi quan, sầu thảm, lả lướt, lãng mạn, để đi truyền bá lôi kéo thanh niên. Đó là trích bài báo Phan Thắng Toán và đồng bọn bị xét xử báo Hà Nội Mới ngày 12 tháng Giêng năm 1971. Tôi gặp người còn lại là ông Lộc Vàng, nay đã ngoài 70, chủ một quán cà phê nho nhỏ bên vòng cung Hồ Tây, một tối đầu đông của Hà Nội 2014. Âm nhạc thành án tù, tán gia bại sản, chết ngoài lề đường có lẽ chỉ xảy ra ở các nước cộng sản. Toán xồm là một người có gương mặt đàn ông đẹp trai như là lai Tây, đẹp và buồn, nhưng lạ thay, những bức ảnh chụp ông vất vưởng trên đường phố vẫn không thiếu nụ cười khinh mạn, phản kháng, ngạo nghễ, tất cả đều có thể. Những bức hình cuối cùng chụp ngày 23 tháng 4 năm 1994, trước khi ông mất đúng ngày 30 tháng 4 năm 1994, chỉ 7 ngày sau đó. Vụ án văn nghệ Toán xồm. Nhiều năm qua, những người yêu nhạc vàng ở Hà Nội không lạ gì quán cà phê Lộc Vàng, số 17A đường ven Hồ Tây, phía Thụy Khê. Nhiều người yêu nhạc xưa và hoài cổ thường lui tới đây để thưởng thức giọng ca đầm ấm của ông chủ quán Nguyễn Văn Lộc, với những ca khúc tiền chiến du dương, lãng mạn của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Văn Cao, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phục. Nhưng ít ai biết ông chủ quán đã từng liên quan đến một vụ án văn nghệ đồi trụy do Toán xồm, Phan Thắng Toán và một số nghệ sĩ nghiệp dư khác. Vụ án được đem ra xử vào tháng Giêng năm 71. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng về văn nghệ, lần đầu tiên được đưa ra xét xử công khai tại Hà Nội. Phiên tòa đã diễn ra 3 ngày để xét xử bọn gây ảnh hưởng xấu cho phong trào trật tự trị an, phá hoại việc thực hiện một số chính sách của nhà nước, nhất là chính sách văn hóa, chính sách lao động sản xuất, chính sách nghĩa vụ quân sự, xâm phạm nghiêm trọng đến hạnh phúc, phẩm giá của phụ nữ, đến đạo đức và đời sống của nhiều người,
và tuyên truyền xuyên tạc lại chế độ xã hội chủ nghĩa trong lúc cả nước đang chiến đấu chống Mỹ xâm lược. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Phan Thắng Toán, tức là Toán Sồm, bị tuyên án 15 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân. Ông Nguyễn Văn Đắc bị 12 năm tù giam và sau đó là 5 năm bị tước quyền công dân. Ông Nguyễn Văn Lộc là Lộc Vàng bị 10 năm tù giam và sau đó 4 năm bị tước quyền công dân. Ông Lộc Vàng kể, sau khi ra tù thì anh Phan Thắng Toán, tức là Toán Sồm, cũng chẳng còn nhà cửa gì nữa. Anh chán đời và tìm vui bên men rượu trên hè phố. Đêm 30 tháng 4 năm 1994, anh chết bên đường. Ông Nguyễn Văn Đắc mất năm 2005. Về phần ông Nguyễn Văn Lộc, tức là Lộc Vàng, sau khi ra tù, ông cũng đã sống một cuộc đời bôn ba. Sau khi người vợ qua đời, ông Lộc Vàng dựng quán cà phê để ông thỏa chí hát lên cảm xúc đời mình. Dưới đây xin trích vài câu hỏi và đáp của tòa với các bị cáo do nhạc sĩ Tô Hải, người đã tham dự phiên tòa năm đó, thuật lại. Chánh án hỏi, anh có nhận là đã đánh nhạc của Tư Sản là đồi trụy không? Toán Sồm trả lời, dạ, thưa quý tòa, con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Xô, của Tiệp Khắc, của Cộng hòa Dân chủ Đức thôi ạ. Chánh án nói, anh nói láo, thế Paloma, Santa Lucia là của ai? Toán Sồm trả lời, dạ, Paloma là của nước bạn Cuba ạ, còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ. Nhà xuất bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước cũng đã có nhiều ca sĩ biểu diễn ạ. Vậy anh có biết cha 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 là cái gì không? Dạ có ạ. Đây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cuba ạ. Thế còn tango blue chắc anh cũng đổ cho Cuba hết hả? Dạ không, tango là một điệu nhảy Argentina nhưng đã được quốc tế hóa. Vừa giờ đoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước xã hội chủ nghĩa đều sử dụng cả ạ. Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác, đừng có ngụy biện. Dạ, đánh y hệt ạ, chỉ có thua họ về nhạc cụ của họ, tốt hơn thôi. Chứ nếu mà chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ đó, thì chúng con chơi cũng chẳng thua gì họ cả ạ. Anh hãy im miệng đi, đồ ngoan cố. Và cứ như vậy, suốt phiên tòa, chánh án chỉ sử dụng câu im miệng, đồ ngoan cố để cắt lời người bị buộc tội, không hề có ai bào chữa. Tài tử Lộc Vàng vào tù vì yêu nhạc. Ông Lộc Vàng tên thật là Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1945, là một trong những người mê nhạc vàng nổi tiếng tại Hà Nội. Trước năm 1954, đâu đâu cũng nghe người ta hát nhạc vàng. Đó là dòng tân nhạc, nay gọi là tiền chiến. Hồi đó vì vẻ đẹp sang trọng và đáng quý nên người ta so sánh nó quý như vàng, chứ không phải nhạc vàng hiểu theo nghĩa xến, héo úa sau này. Nó ngấm vào ông từ khi nào không biết. Cũng vì trót yêu, trót thèm được phiêu du cùng cái cảm xúc thật của mình mà bất chấp lệnh cấm. Ông Lộc cùng một nhóm bạn, trong đó có ông Phan Thắng Toán, tức là Toán Sồm, và Nguyễn Văn Đắc thường xuyên tụ họp tại nhà, cùng hát với nhau những bài hát của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Chúng tôi gặp gỡ, đóng cửa hát cho nhau nghe thôi, chứ cũng chẳng phản đối chính sách nhà nước gì cả. Chúng tôi chỉ thấy dòng nhạc này hay quá, trữ tình và đầy tình người, nên muốn lưu giữ lại và đóng cửa hát cho nhau nghe. Người này đồn người kia, công an bắt bạn tôi và nói rằng vì chúng tôi thích những bài nhạc ấy, nên chúng tôi phá hoại nền văn hóa chủ nghĩa xã hội và tuyên truyền văn hóa trụy lạc của chủ nghĩa đế quốc, và họ đã xét xử bọn tôi. Ngày 27 tháng 3 năm 68, nhóm nhạc của ông Lộc Vàng bị bắt. Vụ án Phan Thắng Toán và đồng bọn về tội tuyên truyền văn hóa đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc đưa ra xét xử. Ông Toán Sồm bị tuyên 15 năm tù giam, ông Đắc bị 12 năm tù giam và Lộc Vàng bị 10 năm tù giam. Để rồi khi ra trở về cuộc sống tự do, họ vẫn không khỏi thắc mắc vì sao? Nghĩ đến cuộc đời của mình sao mà cay đắng chua chát quá. Mình có làm cái gì đâu, chỉ yêu thích âm nhạc thôi mà bị tù đày. Sau khi dòng nhạc này được khôi phục lại, những bản nhạc này được hát lên TV, khi nghe người ta hát mà mình ngồi ứa nước mắt ra.
Ra tù, nhà cửa ông Toán Sồn cũng tan nát. Ông lang thang trên đường phố, sống vào tình thương của người qua lại. Vào quán ông Lộc Vàng, người ta bắt gặp những bức ảnh một người mặc áo sơ mi trắng ngồi châm thuốc cho một người hành khất. Người mặc áo sơ mi trắng là ông Lộc và người hành khất không ai khác hơn chính là Toán Sồn. Một đêm năm 1994, người ta nhìn thấy ông Toán nằm gục chết, đói lả, cô đơn trên hè phố. Năm 1990, ông Lộc mở quán cà phê nhạc, chỉ để có chỗ cho ông thỏa mãn niềm đam mê. Vì thế tài sản của ông cứ dần đội nón ra đi để bù đắp vào sự thua lỗ của quán. Lỗ nhiều tôi bán nhà to, mua nhà nhỏ, từ nội thành bay ra ngoại thành. Khi chưa mở quán, tôi có ngôi nhà 50m² ở phố Kim Mã. Sau 4 năm tôi chỉ còn 50m² đất ở tít Cầu Diễn. Bây giờ thì ông sống luôn ở quán. Vợ Lộc Vàng đã mất hơn 10 năm nay, nhưng mỗi khi hát trên sân khấu ông lại khóc. Tôi chỉ ước vợ tôi sống lại ở bên cạnh tôi nghe tôi hát. Ngày xưa tôi đi hát, vợ tôi bế thằng lớn theo sau. Mấy ông bạn bảo, trời rét, để con ở nhà mang con theo làm gì? Vợ tôi trả lời, em không đi nghe hát đâu, mà để nếu mà chồng em có bị bắt lần nữa đó thì em còn biết đường đi tiếp tế. Bà ra đi để lại cho ông hai người con và một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi biết cô ấy từ năm 17 tuổi, chơi thân với nhau, rồi yêu nhau sau đó. Ngoài 20 tuổi tôi phải vào tù, 31 tuổi ra tù, thiên hạ dị nghị, kinh sợ tôi hơn một gã tù lưu manh. Chỉ có cô ấy không ngại, vẫn yêu và vẫn thương tôi. Vì người mình yêu, bà bỏ nghề diễn viên, làm nghề bán đậu phụ ngoài vỉa hè. Suốt quãng đời bên nhau, chưa một lần vợ Lộc Vàng trách cứ ông về tình yêu với dòng nhạc mang đến nhiều hệ lụy. Ngày nay, góc quán nhỏ của nghệ sĩ Lộc Vàng, số 17A đường ven Hồ Tây, vẫn vang lên tiếng hát. Tiếng hát mà ông đã đánh đổi cả cuộc đời mình để giữ gìn nâng niu. Yêu nhạc vàng, trả giá cả cuộc đời. Chúng ta thường nghe mọi thứ đều có cái giá của nó, nhưng đôi lúc cái giá ấy quá đắt, khiến ai nghe tới cũng đau lòng. Một người vì yêu những nhạc khúc của Việt Nam mà đã phải trả giá gần 10 năm tù, rồi cả cuộc đời cho tình yêu ấy. Đã nghe nói về ông Lộc Vàng, đã biết không ai hát gửi người em gái miền Nam hay bằng ông. Đã thấy tình yêu vô tận của ông dành cho dòng nhạc tiền chiến và đã đọc về sự biết ơn của ông dành cho người vợ. Nhưng người ta vẫn bất ngờ khi tiếp xúc ông. Một trong những bất ngờ đến từ những giọt nước mắt của ông khi vừa nhắc vợ và những người bạn. Trong quán của tôi lúc nào cũng có ảnh của người bạn thân và ảnh gia đình tôi. Mỗi lần nhìn ảnh những người đã khuất là tôi không thể cầm lòng được. Kiếp đam mê nhạc vàng. Có thể nói Lộc Vàng sống bằng ba thứ tình. Tình yêu xen lẫn sự mang ơn dành cho người vợ, tình yêu xót xa dành cho những người bạn tri kỷ và tình yêu không thể dứt ra được đối với thứ âm nhạc mà với ông là những giai điệu quý hơn vàng. Người ta biết đến cái tên Lộc Vàng hơn là biết đến ông với cái tên Nguyễn Văn Lộc. Cũng chính vì quá yêu nhạc vàng, ông Lộc được gọi là Lộc Vàng, như một sự gắn kết của dòng nhạc này vào cuộc đời ông Lộc. Quán Lộc Vàng, với những mái lá và bàn tre nằm khiêm tốn trên con đường mới ven Hồ Tây, chen chúc trong đám đông để khẳng định sự tồn tại của mình. Như thể một thời, những bài nhạc vàng đã nép mình để tồn tại. Mỗi tối thứ hai, thứ năm, thứ bảy, quán Lộc Vàng là nơi quy tụ các ca sĩ nghiệp dư, từ ông già bà cả đến thanh niên trai tráng, tất cả đến đây để tìm những phút thăng hoa của chính mình trong những giai điệu trau chuốt, lãng mạn và một thời được gọi là nhạc tình thời thượng và ủy mị. Chính vì thế, gọi quán Lộc Vàng là nơi lưu giữ những kỷ niệm cũng không sai, mà gọi là nơi trao gửi cảm xúc cũng đúng. Ông Lộc Vàng hay hát kiếp đam mê. Thương yêu này, người hãy nhận lấy. Ôm tôi đi, môi hôn tràn đầy. Trong tay người, hồn sẽ cuồng say, bao khốn khó vụt bay. Nhìn ông Lộc Vàng hát, đôi mắt hiện lên từng nét thăng trầm cuộc đời, như từng nốt nhạc trầm bổng. Giọng hát của ông trĩu nặng, ưu tư như chuyên chở một quá khứ đau thương của người nghệ sĩ nghiệp dư.
Để sống được một kiếp đam mê ấy, ông Lộc Vàng đã từng trả một cái giá quá đắt mà mỗi khi nhắc lại, ông cũng thẫn thờ, chẳng hiểu vì sao. Bạn tri âm, cuộc đời bi thảm. Từ năm 54 đến năm 87, trước khi có chủ trương cởi trói văn nghệ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, những bài nhạc vàng, ý chính quyền Hà Nội nói màu vàng bệnh hoạn, triều đại Mao Trạch Đông gọi là hoàng sắc âm nhạc và nhạc tiền chiến. Hai loại nhạc bị Hà Nội cho là thứ âm nhạc lãng mạn, bi quan hoặc là khêu gợi tình dục và những khát vọng thấp hèn. Cùng với phong trào bài trừ hoàng sắc âm nhạc của Mao Trạch Đông tại Trung Quốc, thời gian đó tại Việt Nam xuất hiện nhiều bài báo chống lại những giai điệu được cho là ủy mị và thiếu tinh thần đấu tranh cách mạng. Ông Lộc Vàng là một trong những người mê nhạc tiền chiến nổi tiếng tại Hà Nội. Ông Lộc thuộc và hát được hầu như đến 80% các bài nhạc tiền chiến, cũng vì trót yêu, trót thèm được phiêu du cùng cái cảm xúc thật của mình mà bất chấp lệnh cấm. Ông Nguyễn Văn Lộc cùng một nhóm bạn, trong đó có ông Phan Thắng Toán là Toán Sồm và ông Nguyễn Văn Đắc thường xuyên tụ họp tại nhà cùng hát với nhau những bài hát của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Đặng Thế Phong, Ngô Thụy Miên và Từ Công Phụng. Vẫn tù chính trị suốt đời. Về phần ông Lộc Vàng, sau khi ra tù, ông cũng đã sống một cuộc đời bôn ba, cố dứt bỏ hết mọi phẫn uất để đi hết quãng cuối cuộc đời. Duy chỉ có cái tình của nhạc tiền chiến là không dứt ra được. Sau khi người vợ qua đời cách đây 10 năm, ông Lộc Vàng dành trọn con tim cho những điệu nhạc ấy. Quán Lộc Vàng được dựng lên để ông thỏa chí hát lên cảm xúc đời mình. Có lẽ ít ai hát gửi người em gái miền Nam của Đoàn Chuẩn, Từ Linh như ông Lộc Vàng. Nhiều đoạn ông hát khác nhiều so với lời bài hát hiện tại. Nghe ông Lộc Vàng hát, cúi mặt mà đi, mà như nghe ông độc tả chính ông và những người bạn đã có lúc phải bước đi nhưng không dám ngước nhìn. Mỗi khi hát, tôi đều hồi tưởng đến những kỷ niệm đã từng có với những người bạn thân và vợ. Khi đứng lên sân khấu, đôi khi không hát hết được cả bài vì nước mắt cứ tuôn rơi. Ngày nay, mỗi đêm được thỏa thê hát những nhạc khúc tiền chiến, đối với Lộc Vàng là một sự an ủi lớn lao của cuộc đời. Ông hát say mê và nồng nàn như đã ném mạnh vào quá khứ những ngày ông và bạn bè bị coi là phản động. Những ngày ông và bạn bè sống lê lết, cúi mặt mà đi. Và những ngày vợ ông từ một ca sĩ phải đi bán bún đậu trên hè phố chỉ vì liên quan đến phản động. Có lẽ được hát chỉ là mảng sáng duy nhất của số phận của những người chót gửi tình yêu cho những khúc hát tưởng như là vô tội ấy. Đêm nay, ông Lộc Vàng lại hát đêm đông, như một đêm nữa gửi những hương gió tình yêu đến những người bạn thời xa vắng. Tiếng hát cất lên, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà, nghe như cái giá buốt thấu tận chân răng, mới thấy xót xa cho người cô lữ Toán Sồm, cho những người một thời quá đỗi cô đơn. Ca sĩ Lộc Vàng hát mà mắt trĩu đầy màn nước mắt. Ông hát không chỉ cho ông, mà cho cả những người bạn đi chung con thuyền số phận. Tôi thường nói với mọi người rằng, phải chi anh Toán Sồm còn sống, để anh đệm đàn cho tôi, để anh tận hưởng những giây phút này, và để nghĩ lại những lời người ta kết tội. Có cái quán này tôi cũng đỡ buồn, chỉ khi nào mọi người bỏ về, còn một mình tôi mới thấy buồn, lúc ấy lại nhớ vợ, nhớ về quá khứ của mình. Tôi đã mất mát quá nhiều, mất mát lớn quá, không có gì có thể lấy lại được. Lắm lúc nghĩ lại tôi buồn quá. Sau năm 1987, các nhạc sĩ được vinh danh, trong khi mình cũng chỉ là một thằng tù thôi. Đến bây giờ công an thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm. Phía Bắc vĩ tuyến 17 có một thời gian dài, nhạc vàng bị coi là nhạc màu vàng vọt và số phận của nó cùng những tác phẩm tiền chiến trở thành những đứa con vô thừa nhận bị xã hội ghẻ lạnh. Ngày nay những giai điệu ấy ngang nhiên và kiêu hãnh vang lên giữa lòng đất nước, trên những sân khấu tràn ngập ánh đèn như nó đã từng. Nhạc vàng đã được chấp nhận và còn được tôn vinh cũng như nhạc tiền chiến, như một sự hóa kiếp cho những nốt nhạc một thời tưởng đã mai một. Thế nhưng sau lưng, một câu chuyện đôi khi lại là những câu chuyện. Nghe câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lộc, Lộc Vàng,
nhìn ba chữ tù chính trị trong hồ sơ của ông như một minh chứng cho nhát dao số phận. Có ai dám nói rằng vết thẹo dẫu có lành lại không gây đau đớn? Bài viết của Nguyễn Mạnh Thường. Đọc bài này thấy thương quá phải không các bạn? Chỉ vì mê hát, chỉ vì mê nhạc thôi mà bị ở tù đến 10 năm. Rất là tội nghiệp. Tiếp theo là bài viết của Lưu Trọng Văn, Những bông hồng không gai. Tối qua, gã nghe Lộc Vàng hát, quán nhỏ bên Hồ Tây. Trước khi hát, Lộc Vàng nói, ngày mai, 27 tháng 3, tròn đúng 50 năm tôi bị bắt giam. Đêm nay là canh hát tưởng nhớ tới cái ngày ấy. Tôi xin hát lại những bài hát mà chính vì nó mà tôi cùng Toán Sồm và một số chàng trai Hà Nội bị còng tay. Lộc Vàng hát, khoan khoan hò ơi, đường về dương thế xa vời. Khoan khoan hò ơi, lạnh lùng em đã rời tôi. Lộc Vàng hát, anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ. Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Lộc Vàng hát và khóc. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành khói bay theo mây chiều. Và cố nén tiếng nấc, Hà Nội nào biết ra sao bây giờ. Ngày ấy 27 tháng 3 năm 68, chàng trai vừa qua tuổi 20 tên là Nguyễn Văn Lộc. Vì mê và yêu những tình ca Hà Nội, một Hà Nội xưa được gọi là nhạc vàng nên gán thành tên Lộc Vàng. Và một cô gái xinh đẹp 16 tuổi tối tối lén đến chân cầu thang nghe chàng trai ấy hát những tình khúc buồn của chia ly ấy, của khói sương mơ màng ấy đã thầm yêu chàng. Rồi nàng đã chờ đúng 10 năm chàng biền biệt nơi rừng rú trở về để chạy tới ôm chặt chàng và khóc. Lộc Vàng kể cho nàng nghe 10 năm tù vì hát những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Anh Bằng. Khi ra tù đến ga Lào Cai để lên tàu về Hà Nội, đã như chết đứng khi nghe từ các quán nước, quán cà phê phát ầm ĩ chính những bài hát đó. Đêm hát gọi là kỷ niệm 50 năm ngày bị tù chỉ vài người bạn. Hoa hồng vàng 6 lọ, sao lại 6? Lộc là 6. Hay 6 là 6 người bạn trong ban nhạc đàn hát cho nhau nghe lén giữa hai hồi còi báo động của chiến tranh những tình ca vàng, rồi cùng bị tống vào trại giam. Rồi đến hôm nay 6 người bạn ấy đã không còn nữa. Trong đó có chàng lãng tử Toán Sồm, tài năng guitar hút hồn bao cô gái Hà Nội phố Đài Cát và xinh đẹp đã chút hơi thở một đêm hè bên vỉa hè. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi theo dòng đời. Lộc Vàng đã hát tiễn đưa Toán Sồm câu ca ấy. Gã ngồi lặng nghe Lộc Vàng kể trong nước mắt về mai. Cô gái đã mê tiếng hát của Lộc Vàng để rồi 10 năm chờ đợi, để rồi gánh bao cơ cực làm vợ một tên từng đi tù. Mai là diễn viên chính trẻ tài năng của đoàn tuồng Bắc Trung ương. Chỉ vì câu nói của vị trưởng đoàn, em đang rất nhiều triển vọng, tại sao lại dính vào một tên tù phản động như thế? Mai đã nói, hát những bài tình ca sao lại là phản động? Nói xong Mai bỏ đoàn, bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhà nước để ra vỉa hè bán đậu phụ. Lộc Vàng kể, sân khấu ca nhạc của nghệ sĩ Khắc Huệ mời tôi hát. Tôi bảo tôi chỉ biết hát dòng nhạc vàng. Khắc Huệ bảo, thì ông cứ hát nhạc vàng. Tôi đi hát, Mai ôm con đi theo. Tôi bảo em đi theo làm gì? Mai bảo em sợ anh lại bị bắt. Em còn biết chỗ mà tìm anh. Lộc Vàng kể, thế mà Mai nỡ bỏ tôi mà đi. Mai bệnh, biết khó qua khỏi. Đêm trước khi ra đi, Mai bảo tôi, anh hát cho em nghe đi. Tôi muốn hát một bài thật vui, nhưng tôi chả biết hát bài nào vui cả. Mai bảo anh hát niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên đi. Tôi hát, dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây bay, cho bão tố kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy. Có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Gã cầm một bông hồng vàng bước lên sân khấu tặng cho Lộc Vàng. Khi Lộc Vàng hát lại bài hát ấy,
Bài hát mà ông đã hát tiễn biệt người con gái Hà Nội ông yêu thương nhất. Khi gã bước xuống, nói với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán, người chụp được những tấm hình lộc vàng, đi tìm Toán Sồm để mời bạn điếu thuốc trước khi Toán Sồm chết trên hè phố Hà Nội. Hồng không có gai ông ạ. Nguyễn Đình Toán bảo, hồng do chính lộc vàng mua, đêm hát nào cũng vậy, cắm vào 6 bình. Và trước khi cắm, lộc vàng đã tỉ mẩn cắt từng chiếc gai. Bài viết của Lưu Trọng Văn. Thiên Hoàng đọc bài này, Thiên Hoàng rất là buồn. Buồn cho tình yêu của vợ của anh Lộc, một người vợ đã yêu chồng qua tiếng hát của chồng để rồi hy sinh cả sự nghiệp của mình đi theo ông. Thế rồi cuối cùng thì cô cũng bỏ ông ở lại một mình. Cuộc đời của ông rất là buồn. Không biết nói gì nữa cả, bởi vì chỉ vì những bài hát nhạc vàng mà cả cuộc đời của ông rất là đau khổ. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hồi ký của ông. Lộc Vàng có viết hồi ký, Thiên Hoàng sẽ đọc hồi ký của Lộc Vàng cho các bạn nghe nha. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hồi ký của Lộc Vàng.